À, xin chào các bạn. Hôm nay mua cái con V3i Motorola về làm máy nghe gọi này. Con này thì trên thị trường bán rất là nhiều nhưng mà giờ cũng chẳng biết là nó có ngon hay không. Này khui hộp con này làm thế nào? Chém thế. Rồi. Chặt đầu này. Rồi chưa? Còn bên này nữa. Sạc này. Con này dùng micro. Cái này loại cũ này, như tai A. Chẳng sạc này thì không biết có phải chính hãng hay không, nhưng mình cũng không thấy chính hãng thì phải. Phồn Vinh này, không có chữ Motorola ở ở sạc, có một cái tem này Hammer này. Sao nhưng mà sạc này không phải sạc ngon. Rồi đây đây, hai cục pin này, BR50 này. Này thì nó cũng trông nó cũng không ngon cho lắm, có pin. Đây, mua phiếu bảo hành này, có bên chủ máy cổ này. Đó. Đây, còn về bên này, cái này hết rồi nha. Đó cả. Máy đây. Này. Này dán ni lông kín hết rồi này, đằng sau này cũng dán này. Là máy thì cầm rất là nhẹ. Camera này, camera nhìn ngoài thấy lệch này, chắc là quá trình thấy vỏ nó bị lỗi thôi, vỏ không được ngon nào. Bàn phím bấm cũng khá ngon, thật ra cũng khá ngon. Màn hình này nó còn bóc siêu, từ từ bóc, tạm thời cứ để dùng nào. Cái khe tiếp xúc này. Cái bộ vỏ này có vẻ là không được ngon cho lắm, nó vẫn còn những cái khe hở lớn này. Đây, mọi người thấy này. Đó, thân máy này. Cổng sạc này. Rồi. Bóc cái nắp này ra xem pin thế nào. Được. Rồi, bằng nhôm nhé. Made in Singapore. Chưa biết đâu được. Cái thẻ nhớ này. Tem này, sim này. Đó. Rồi, tạm thời lắp pin vào xem thế nào. Tạm thời thì chưa có lắp pin nào. Tạm thời thì chưa có cái sim, dẫn đến là mình lắp pin không thôi. Không có lên không thôi. Rồi, đây rồi. Hello Moto.
Yêu cầu lắp sim mà cái này lắp sim mới chạy được các bạn. Thôi tạm thời là kiếm cái sim nhé, tại vì ngoài này cái sim đang lắp vào cái máy đang quay rồi, nên là không không chơi được. Rồi tạm thời thì em cũng thấy là hay cũng ổn, mức cái giá này thì cũng khá ổn. Màn hình này, màn hình ngoài này, đây có cái biểu tượng pin này, đây có cái biểu tượng của Bluetooth này. Cho là cầm cũng khá hay. Đợt này thích con này thế mua về xem nghe gọi ổn không? Rồi, ok, cảm ơn các bác.